Theo Mai thế nào là một người chồng đích thực vậy? À, nói chung đối với mình nhá, mình thích kiểu mà con trai vui tính. Nói chung là đôi lúc cũng kiểu mà phải là bề trên mà lớn hơn mình một xíu. Nói chung là mình thích con trai hơn tuổi mình. Tại vì nếu mà thích con trai nó ít tuổi hơn như kiểu mình là mẹ nó ấy, không thích bằng tuổi luôn, cũng không thích luôn. Thích con trai lớn tuổi hơn ấy. Tôi nghĩ là mọi người có nhiều người lớn tuổi hơn ban chủ. Là Zuka nói nói chung là mình thích con trai mà đôi lúc cũng có thể biết làm việc nhà ấy. Biết làm việc nhà phụ giúp. Tôi xấu ra. Cơ mà nó thật là cái kiểu người của ban chủ nó cũng khá là hơi bị không có chút chính kiến nào vậy người. Nói chung là đối với mình là nó hơi kiểu là mình thì thế nào cũng được ấy. Nói chung là đã yêu rồi thì dù nó là con chó thì mình cũng yêu đó, kiểu như vậy đó. Nói chung là ban chủ không có quan trọng cái vẻ bề ngoài cho lắm. Nói chung là chỉ cần mà mình có cảm giác thích người ta thì ok, everything đều cho tôi. Nhưng mà đừng có lùn hơn mình là được. Đã, đừng có lùn hơn.